Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Postcard trên khi tôi tỉnh giấc. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề cũng liên quan tới tình yêu, nhưng mà cũng không không liên quan. Đó chính là chủ đề dám yêu và dám ghét. Thì một thời gian trước, cho đến cái ngày quay postcard này thì nó đã là 2 năm trước rồi. Mình có dịp nói chuyện với một học sinh. Thì em ấy đã bước đi trên hành trình đi vào bên trong một khoảng thời gian dài. Từ những ngày đầu, em đã từng tham gia một số lớp và các khóa chữa lành khác nhau. Trong đó có một lớp học khiến cho em rất là thích và em đã hoạt động rất là tích cực. Thế rồi một ngày nọ, người hướng dẫn lớp học yêu cầu em làm một việc khiến cho em không có thoải mái lắm. Nó liên quan tới việc là em phải chia sẻ một nội dung bản quyền và em đã từ chối việc đó. Thì từ đó em bị xa lánh trong một cộng đồng mà em đã từng coi như là nhà. Và kết cục là em dần dần bước ra khỏi nơi đó. Em lại tham gia những lớp chữa lành khác và tiếp cận những người hướng dẫn khác và thực hành những phương pháp khác. Vậy nhưng mà khi nghĩ về người hướng dẫn kia, em vẫn còn có cảm giác bực tức trong người, bởi vì trong lòng em vẫn còn lưu luyến những người bạn và khoảng thời gian được cùng học đó. Em nói với chính mình là không nên như thế, bởi vì chị ấy đã dẫn cho em một đoạn đường, em phải biết ơn chị ấy và yêu thương chị ấy mới đúng. Và rồi trên hết, em thấy khó chấp nhận với nhận thức rằng cái ghét đang diễn ra trong em. Em đang thực hành tình yêu vô điều kiện cơ mà. Em đang thực hành từ bi và biết ơn cơ mà. Em đã thực hành lâu như thế, tại sao hãy còn ghét ai đó, hãy còn bực bội ai đó cơ chứ? Có rất là nhiều người cũng có sự nhầm lẫn như thế. Mọi người cho rằng khi chúng ta phải thực hành tình yêu vô điều kiện là ta phải từ bi, là phải tha thứ cho mọi người. Nếu như ta tách cảm giác bực bội hay căm ghét ai đó ra làm em bé bên trong của ta, ta sẽ nhìn thấy rõ điều này hơn. Có phải ta chỉ yêu em bé bên trong của ta khi mà em bé ấy biết từ bi, biết tha thứ, biết cách để mà biết ơn hay là không? Ta có đang nhìn thấy nghịch lý hay là không? Đó chính là tình yêu có điều kiện. Bạn đang có tình yêu có điều kiện đối với em bé bên trong của bạn. Bạn yêu cầu em bé ấy phải hoàn hảo, phải chữa lành, phải yêu thương. Và vào thời điểm này thì ta đã khác gì bố mẹ của ta đối với ta hay là chưa? Tức là những bố mẹ mà yêu cầu ta trở thành một ai đó mà ta không phải. Cho nên là hãy yêu cả cái dám yêu và dám ghét của bản thân. Yêu cả khoảnh khắc bạn giận dữ, yêu cả nỗi sợ hãi, những tắc nghẽn, oán trách của chính mình. Và chỉ khi bạn yêu, bạn mới dám ngồi lại với những cảm xúc đó, đối diện với nó. Thậm chí hãy chấp nhận rằng có thể có cả 2 loại cảm xúc khác nhau về một người ở trong bạn. Bạn có thể vừa ghét người đó, vừa biết ơn người đó, cũng như vừa yêu người đó. Chỉ có lúc đó thôi, bạn mới có thể nhìn sâu vào nó. Và rồi, cũng bằng tình yêu và sự quan sát này, bạn mới có khả năng chuyển hóa. Bạn không cần phải bắt bản thân thực hành từ bi đối với ai cả. Trên con đường thực hành, quan sát, nhận biết của bạn, bạn càng thực hành, bạn sẽ càng dễ dàng để chuyển hóa, đặc biệt là chuyển từ góc nhìn của mình sang một góc nhìn rộng lớn hơn, một góc nhìn không phán xét, không yêu ghét. Và thời điểm đó thì sự từ bi sẽ diễn ra một cách rất là tự nhiên trong bạn. Thời khắc này bạn bỗng nhiên hiểu họ, bạn sẽ dễ dàng tha thứ hơn cho họ và cho chính mình. Nhân tiện thì hôm nay ở trên blog khi tôi tỉnh giấc có một bạn hỏi mình là: chị ơi, em rất là dễ để tha thứ, để biện hộ cho một người. Thế nhưng mà em thường hay đổ lỗi cho chính mình và em vẫn rất là thường hay yêu cầu cao ở chính mình và không tha thứ được cho chính mình. Thì em cần phải làm gì? Thì câu trả lời của mình là hãy nhìn em như nhìn mọi chúng sanh không phân biệt. Đừng có nhìn thấy có một cái tôi riêng biệt,
Nếu như em còn nhìn thấy em như một cái ngã, một cái gì đó riêng biệt, thì nó hãy còn đòi hỏi, nó hãy còn yêu cầu cao. Nhưng mà khi mà em có thể đối xử tốt với mọi người, mọi chúng sanh, thì em hãy nhìn bản thân mình như là mọi chúng sanh đấy. Nhìn thấy rõ cái đứa trẻ ở bên trong mình, nó cũng có tổn thương, nó cũng vật lộn và làm những cái điều mà nó nghĩ là đúng nhất trong cái thời điểm đó với cái mức tâm thức của nó, thì em sẽ rất là dễ để mà bao dung và tha thứ cho chính mình hơn. Kết thúc ngày hôm nay thì mình muốn nhắc lại một câu, đó chính là vũ trụ yêu bạn như bạn đang là, vũ trụ yêu em như em đang là, và xin em hãy cũng như thế. Thật là nhiều biết ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những lần nghe podcast sau. Yêu mọi người.